Xin chào cả nhà, hôm nay Phước Sửu sẽ giới thiệu cho cả nhà một siêu phẩm tại một dự án rất là đẹp. Đó là dự án Sedeco ven sông thuộc quản lý của công ty Sedeco. Thì đối với cái lô đất hôm nay Phước Sửu giới thiệu cho cả nhà đó là lô đất 7 x 18. Tổng diện tích của lô đất là 126m2 với một mặt tiền rất là đẹp nha. Như cả nhà nhìn thấy là vị trí của lô đất rất là đẹp và không vướng một bất kỳ một cái lỗi gì hết. Và nằm trên trục đường 14m đường số 2 của khu dân cư Sedeco ven sông. Với lô đất này thì quý anh chị có thể là xây dựng được một trệt, hai lầu và một sân thượng. Thì ở đây mình có thể thiết kế xây dựng làm nhà ở nè, văn phòng, khách sạn hoặc là một cái tòa nhà cao ốc gì cũng được. Với một cái tầm view rất là đẹp, mặt trước thì hướng về một bờ sông rất là đẹp và mặt sau thì nhìn trực diện đến cái trường Đại học RMIT. Thì nói đến cái khu Sedeco ven sông này là một khu rất là chuẩn đẹp tại phường Tân Phong này. Với khu Sedeco ven sông này tầm khoảng 29 hectare và được bao bọc ba mặt tiền sông. Như Phước Sửu đang bay livecam thì thấy khu dân cư này rất là đẹp phải không quý vị? Thì pháp lý cực kỳ chuẩn chỉnh và với một mức giá cực kỳ hấp dẫn do là chủ nhà đang kẹt tiền càng bán. Với cái vị trí của khu dân cư này thì nó nằm ngay mặt tiền đường Nguyễn Văn Linh, ba mặt giáp sông và di chuyển về Phú Mỹ Hưng tầm khoảng mất 2 phút và di chuyển về quận 7. Đây là thuộc là quận 7 và di chuyển về trung tâm của quận 7 tầm khoảng là 5 phút và di chuyển về thành phố Hồ Chí Minh thì tầm khoảng hết hơn 10 phút. Và đặc biệt ở đây là đối diện Đại học RMIT, rồi rất là nhiều cụm trường học, bệnh viện, y tế. Và ngay cả trong khu này thì có trường cấp 2 và trường cấp 3 để phục vụ cho những cái học sinh của cư dân đi học trong này. Thì để có nhiều thông tin hơn về cái khu Sedeco ven sông thì quý anh chị liên lạc ngay cho Phước Sửu. Và Phước Sửu sẽ cung cấp thông tin gửi sổ hồng của lô đất. Và đặc biệt là Phước Sửu sẽ là tư vấn cho quý anh chị chọn mua những cái vị trí nền hoặc những căn nhà trong khu này để là một sự lựa chọn tối ưu và gọi là hợp lý nhất cho quý anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở nhiều video sau.